Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn đôi nét về cái doanh số, về cái số lượng áo thun mà tôi bán trên eBay và được đồng bộ từ Shopify và xuất ra một trong các nhà in hàng đầu trên thế giới, đó là Custom Cards. Nhưng các bạn, tôi đi trực tiếp vào tài khoản eBay của tôi để minh họa cho các bạn xem. Đây là một trong các tài khoản eBay bán áo thun của tôi. Và như các bạn thấy, đây là my eBay và đây là selling, là cái mục bán áo thun. Thì các bạn thấy hiện giờ có 3 cái áo đang chờ và chuẩn bị ship hàng cho khách. Và mặc dù là cái thằng eBay của tôi hiện đang du lịch nên được cài đặt ở cái chế độ là vacation các bạn. Để tôi sẽ vào trực tiếp cái tài khoản Shopify và Custom Card để các bạn thấy. Đây là tài khoản Shopify của tôi và cái giao diện chính của Shopify đây các bạn. Và trong Shopify, như các bạn biết, là đã ẩn trong đó là một cái nhà in hàng đầu của nước Mỹ đã được cài đặt, đó là Custom Card các bạn. Lý do là bởi vì Custom Card in áo với giá gốc chỉ có $6 một cái, và dù là một cái thì Custom Card vẫn in và một cái vẫn vận chuyển trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ với giá vận chuyển là giá gốc chỉ có $4.99 một cái áo. Và trong khi đó thì các seller shipping một cái áo trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ là có thể lên tới $10. Vậy nội cái tiền vận chuyển chúng ta đã lời $5 các bạn. Và đây tôi sẽ click vào Custom Card để các bạn xem qua về cái số lượng áo thun bán và cũng như là doanh số như các bạn. Ở trong vòng 3 tháng last 3 month thì cái số lượng áo thun của tôi bán được là 357 áo các bạn. 357 áo trong 3 tháng vừa rồi. Thì trung bình 1 tháng là gần 120 áo. Và cái giá gốc của Custom Card á, như các bạn biết đó, là chỉ có là $6. Mà chi phí vận chuyển của Custom Card á, cho khách hàng trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ là $5, là $11. Minh họa cho các bạn xem luôn đây. Ok, ta vào Custom Card và bước kế tiếp ta vào cái thư mục design, tức là giống như một cái folder chứa các design mẫu áo của chúng ta. Và kế tiếp là chúng ta đây, các cái mẫu áo đã được tải xuống, và kế tiếp là cái phần product, tức là cái sản phẩm chúng ta. Đây là các mẫu áo các bạn, và đây có 3 loại để chúng ta lựa, là in trực tiếp lên garments, chất liệu áo, và đây là nhuộm, đây là thêu. Ta chọn cái cách thức in đơn giản nhất vì người Mỹ thích đơn giản, và ta sẽ in lên phía trước là áo, front only và left chest only, thu nhỏ design và in lên ngực trái, và đây là in back only, in phía sau lưng, và đây là vừa in lên ngực trái, left chest and back, và sau đó thu nhỏ in lên ngực trái, và sau đó in phía sau, và đây là cái kiểu in cuối cùng, vừa in lên phía trước và phía sau, front and back. Thì người Mỹ rất đơn giản, ta chọn cách thức đầu tiên là front only. Và đây cái tiếp mẫu áo thun, nếu đi chuyên sâu áo thun, ta thấy áo thun của Mỹ mẫu mã rất ư là đa dạng dành cho nam và nữ, với kiểu dáng và màu sắc rất là đa dạng. Và ta short buy là từ thấp tới cao, từ cái giá base là giá gốc, từ cost, từ low xuống high, và ta chọn cái mẫu áo đơn giản nhất. Thì đây như các bạn thấy là cái áo này thì cái do cost là cái giá gốc chỉ có $6 các bạn. Là giá gốc Custom Card tính cho tôi phải trả là chỉ có $6, và Custom Card đề nghị là tôi bán $16, tức là một cái áo sẽ lời $10. Và đây là các màu sắc, cái dải màu rất là phong phú đa dạng, và cái size, cái kích thước cũng rất là đa dạng. Kích thước của Mỹ áo thun từ S, M, L và XL và 2XL, từ S đến 6XL. Đó, vậy chúng ta sẽ sell, tức là SEO, Search Engine Optimization, cái nhan đề đấy, và chúng ta sẽ sell cái phần mô tả, tức là viết 2 tới 5 câu bullet point mô tả để chúng ta sell, tối ưu hóa cái bộ máy tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm áo của chúng ta. Tóm lại cái phần này giá gốc chỉ có $6 và chi phí vận chuyển các bạn sẽ thấy đây. Chi phí vận chuyển một cái áo trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ và Custom Card chạc tính cho chúng ta là chỉ có $4.99 các bạn. Bạn thấy đây.
Ví dụ như từ tháng 12 đi, các bạn thấy đây ha, là chỉ có 4 đô chi phí vận chuyển đây, đó, chỉ có 4 đô một cái áo, rất tuyệt vời các bạn, 4 đô một áo. Và trong khi đó thì chúng ta tính khách hàng, tức là giá gốc là 6 đô một áo, để in một áo, và chi phí vận chuyển là 4 đô 99, cộng lại là 11 đô. Và trong khi đó tôi bán cho khách hàng là tới 22 đô 99, tức là 23 đô. Và chi phí vận chuyển tôi tính giống như các seller khác, là chi phí vận chuyển là tính cho khách hàng lên tới là 10 đô, tức là 23 đô một áo cộng 10 đô là 33 đô, như các bạn thấy đây. Đó, bạn thấy đầu tiên đây là 22 đô 99 là 23 đô, cộng 10 là 33 đô. 32 đô 99 là 33 đô. Đây là những cái order của khách hàng đã order đây rất là nhiều các bạn. Tức là các bạn như các bạn thấy đó là 33 đô và tiền khách hàng trả cho một cái áo, mà trong khi đó chúng ta chi phí tất cả chỉ có 11 đô, 6 đô in áo cộng 5 đô vận chuyển 11 đô. Và chúng ta tính khách hàng là 23 đô cộng 10 đô là 33. Vậy ta thu vào 33 và ta phải chia ra là có 11, tức là cái tiền chênh lệch là 22 đô, là một áo chúng ta lời 22 đô, chi phí cho một cái áo trên eBay là 11% của 22 đô 99. Tức là coi như 11% của 23 đô thì coi như là 2 đô rưỡi đấy các bạn. Rồi những cái linh tinh 1 đô đi là 3 đô rưỡi. 3 đô rưỡi mà chúng ta lời 22 đô thì coi như chúng ta trừ đi 4 đô đi thì còn 18 đô. Một cái áo thì có thể lời 17, 18 đô các bạn. Và trong vòng 3 tháng vừa rồi, đây, các bạn thấy số lượng áo 3 tháng vừa rồi, một cái áo lời 18 đô. Mà trong 3 tháng vừa rồi các bạn, là last 3 month, là số lượng áo bán được là 357 áo. Là mặc dù tôi đang để cửa hàng là vacation, đi du lịch, 357 áo, tức là một tháng gần bán được 120 áo. 120 áo mà một áo lời 18 đô. Thì 100 áo đã lời 1.800, rồi 20 áo nữa là coi như là ví dụ như là cộng vào là 10 áo là lời 180, thì coi như là 180 đi cộng với lại 1.800 là 2.000 đô. Bạn thấy rất là khủng khiếp không? Nếu các bạn đóng thuế đó, 2.000 đô đó, thì mình đóng thuế thì ít nhất còn lại 25% đi cũng còn là 1.500 đô. Một tháng 1.500 đô thì tính ra tiền Việt Nam là khoảng 1.000 đô là 23 triệu, cộng với lại 11 triệu, tức là bạn được khoảng 35-36 triệu. Rất là tuyệt vời các bạn không? Hoàn toàn tạo nguồn thu nhập thụ động. Và đây để các bạn thấy là cái giá áo của tôi bán là, như bạn đã thấy là 22 đô 99 là 23 đô, 23 đô cộng với 10 đô vận chuyển là 33 đô đây, 22 đô 99 cộng 10 đô là 33 đô. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đó, vậy một cái áo chúng ta bán lời tới 18 đô và một tháng á, trung bình vừa bán vừa chơi mà được 120 áo. Đó, đóng cửa hàng đi chơi mà khách vẫn vào mua các bạn. Tức là thu nhập một tháng thì có thể hoàn toàn kiếm được là 1.500 đô. Như các bạn thấy đây, cửa hàng đang trong cái giai đoạn vacation các bạn. Tức là vacation setting đang được set up ở đây. Và tới ngày 25 tháng Giêng mới mở cửa các bạn. Đây các bạn thấy đây. Đó, vacation setting là on. I'm on vacation từ ngày 15 tháng Giêng tới ngày 25 tháng Giêng 19. Vậy vui lòng order sau ngày 25 tháng Giêng 19. Tôi có thể ship các cái áo của các bạn sau ngày 25 tháng Giêng 19 mà thôi. Cảm ơn các bạn và thank you. Happy holiday. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Thì muốn chia sẻ qua cái doanh số và số lượng áo bán thì cái vấn đề rất là cá nhân riêng tư, nhưng để các bạn có động lực thì chia sẻ phần nào nha các bạn. Và hoàn toàn các bạn có thể nhân bản tài khoản eBay seller các bạn, bởi vì eBay không giới hạn một bạn, một seller có thể sở hữu bao nhiêu tài khoản cũng được. Xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào các bạn.